Oh she, nhìn cái drip này, drip. She. Ủa rồi tớ. Patron của Will cũng là một devil, cũng là một ác quỷ. Hả? Will? Hả? Chúng ta tưởng chúng ta là anh hùng nhân dân, không thỏa thuận với ác quỷ. Mắt của chị rất đẹp. Đừng phép này, hy vọng anh không chết. Baldur's Gate 3 cùng thiện đã trở lại cùng với rất nhiều sự nỡ thủ về D&D và nhập vai. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam lành mạnh và phát triển. Anh bạn Will của chúng ta đây rồi, tiếp tục cuộc phiêu lưu nào. Trong lần chơi này thì mình nghĩ mình sẽ nói thêm một chút về các cái cơ chế mana hay là spell slot trong game này. Trong D&D cũng như Baldur's Gate 3 có một số cái phép cần tốn spell slot, có thể tạm gọi là mana, tạm hiểu như vậy. Nhân vật Will này có hai spell slot thể hiện ở hai cái chấm ở đây. Một cái chấm đã bị mờ đi rồi tại vì mình đã dùng mất một spell slot trong ngày rồi. Nhân vật Shadowheart có tổng cộng là 3 spell slot, hiện tại thì mình đã dùng mất một spell slot, còn có 2 thôi. Cantrip như ở đây, dưới chữ Eldritch Blast nó hiện chữ Evocation Cantrip. Cantrip thì dùng đi dùng lại được, chỉ tốn hành động trong combat thôi. Những cái phép ví dụ như là Command hay là Hex thì nó ghi là spell level mấy đấy, là sẽ dùng tốn mất cái giọt mana của mình, của cái spell slot. Thường thì spell slot sẽ được hồi lại khi mà mình nghỉ dài. Còn riêng Warlock là cái class của anh Will này thì nghỉ ngắn là có thể có lại spell slot rồi. Mà thường thì anh ấy có ít spell slot hơn. Mind Flayer. Mind Flayer. Đây. Xem nó có gì nào. You approach the dying monster. Có lấy được thông tin từ nó không? This is the thing that abducted you. You could end its life here and now if only you didn't feel compassion. Compassion. Trông có vẻ nó đang dùng năng lượng để điều khiển mình. Yes, you feel hate. Phải cảm thấy tức giận chứ. To be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Trốn thoát khỏi cái the monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Chúng ta không thể để nó sống sót nữa. Giết nó ngay. Nhớ có vấn đề gì về sau. Chúng ta là anh hùng nhân dân. Ta không thỏa thuận với cái xấu. Monster. Death is too good for it. Gì nào? Spike up. Queen. Cái này có vẻ tốt. Nó có thể dùng để lôi các cái sinh vật lại với nhau. Throw cái Void Bob đâu. Đây. Úi à, rộng phết nhỉ. Trong có vẻ là trong cái Baldur's Gate 3 này thì có rất nhiều đồ vật mới để mình có thể dùng. Như những cái đồ vật này là không hề có trong D&D. Và mình rất thích cái đấy. Bởi vì nó có thêm lựa chọn cho mình để chơi và cũng có cái gọi là thú vị hơn. Để xem khu vực này còn gì để loot không nào. Như là một mạo hiểm giả kỳ cựu thì loot đồ luôn là cách tốt để có thể sử dụng trong khi đi mạo hiểm adventure. Khu này có vẻ là cái chỗ mình vừa giết mấy con não rồi. Nhiều thứ quá nhỉ. Ok, vừa nói đến việc loot xong. Dìu. Cung. Để nghỉ. Trong cái Baldur's Gate thì nó dùng một cái cơ chế là tốn đồ ăn để nghỉ.
thường thì một cái game D&D gì đây? Có vẻ chúng ta sẽ phải rời cuộc nói chuyện vào lúc khác rồi. Từ ta bảo approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Cái này trông khá giống cái điểm checkpoint mà trước mình gặp. A hand? Anyone? Một cánh tay thò ra bảo là một cái bàn tay, có ai không? Ai đó? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out and we'll get properly introduced. Okay. Ta sẽ sử dụng ma thuật của mình để giúp người này thêm guidance từ Shadowheart. Guidance là một cái phép có thể cộng 1d4, một cái xúc sắc 4 mặt vào cái ability check của mình. Cái xúc sắc này thường luôn luôn nên dùng để có thể. Chào cậu bạn. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Tôi là Gale của Waterdeep. Xin lỗi, tôi thường tốt hơn ở việc này. Tốt hơn ở việc giới thiệu bản thân sao? At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. À, trên cái Nautilus là cái thuyền của bọn Mindflayer lúc nãy. Yeah, tôi cũng ở trên đó. You two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Anh này dùng từ IL quá. Không thể nói một cách thơ hơn. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into Mindflayers? It's a process known as seramorphosis. And let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Yeah. Phải là một cleric rất mạnh hay là một cái khác là level cao thì có thể chữa được cái này. Tôi thì chỉ có năng lượng. Will sẽ không nói về cái patron của mình một cách openly như thế này. Thế nên là sẽ chỉ nói can say that I am. Tôi không có khả năng chữa trị. We're going to need a healer and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Đi cùng nhau sao? Ok. Most excellent. Càng nhiều người thì càng tốt. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Thanh niên Gale này nói chuyện một cách rất là eloquent. Đúng là có học ấy. Nói chuyện toàn dùng từ IL, sau rồi cũng rất là lễ phép. Cảm ơn, xin lỗi các thứ. Lịch sự. Lúc nãy mình đang nói cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, long rest. Khi mà nghỉ trong cái game này thì nó được dùng cơ chế là tốn đồ ăn và mình phải đi để loot đồ ăn, thay vì là như một cái game D&D phải tùy xem là mình có được cái chỗ nghỉ ngơi an toàn không thì mới nghỉ được. Tại vì một cái quá trình nghỉ ngơi dài là sẽ tốn 8 tiếng đồng hồ và có thể bị quái vật tấn công. Khi nghỉ ngơi dài là mình hồi lại tất cả máu và tất cả tài nguyên của mình có, như là mana, spell slot hay là bất cứ thứ gì khác mà cái class mình cần. Ở đây có một cái cửa sập khóa, mình có thể mở nó, thử mở nó. Độ khó 20, cần ít nhất 20 mới qua được. Có đấy.
Guidance là cái trong 1-4 đó. 13. Có thể. Oh yes baby. Oh yeah. Và chúng ta có thể lên level của Gale để làm nó cho nhanh nào. Gale là một wizard, thầy pháp, một người học hỏi, học hành để có được phép thuật. Phù thủy thì mình sẽ nói đến những người là sorcerer, những người có phép thuật bẩm sinh hơn. Ở đây, từ level 2 của một wizard chúng ta có thể chọn subclass cho anh bạn Gale này. Wizard thì có cực kỳ nhiều subclass, mỗi subclass thể hiện cho một cái trường phái phép thuật. Abjuration thường liên quan đến bảo vệ, Evocation liên quan đến những phép mà có thể gây ra một cái hiệu ứng gì đấy. Necromancy là liên quan đến cái chết. Mình nghĩ để cho đơn giản trong cái playthrough này và chúng ta tập trung vào cốt truyện hơn thì sẽ lấy Evocation. Khi mà dùng một cái phép thuật đánh diện rộng thuộc dạng Evocation thì mình có thể không đánh trúng bạn. Và khi chọn phép, chúng ta sẽ lấy một chút Evocation nào. Shield là một thứ cực kỳ nên có. Là một cái phép phòng thủ và Wizard thường thì máu giấy nếu không có cái phép này. Lấy cái Magic Missile đi. Magic Missile là một phép bắn trúng ngay, không cần phải lăn độ chính xác. Rất tiện dùng cho những sinh vật giáp cao. Thunder Wave là một cái phép Evocation, lát nữa mình sẽ dùng cho mọi người thấy. Là ở cái subclass này, mình có thể đánh mà không trúng bạn bè. Đanh grip, đắc grip. Unfortunate scribes. They never stood a chance in the fight, did they? I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Mình cần một chút ánh sáng ở đây, tại vì có thể là người khác nhìn thấy nhưng mà Will thì không có dark vision. Đó, nó nói luôn này. Có phải các nhân vật của chúng ta chưa ai có phép ánh sáng cả nên là chúng ta sẽ dùng cách cơ bản hơn. Có ai có cái torch, cái đuốc không? Không ai có đuốc cả. Vậy chúng ta sẽ dùng đây. Nhân vật của dark vision thì nhìn cho rõ hơn. À, phép bắn lửa. Tay lửa. Đây là nói là có bên trên bên trái một thầy pháp thì có thể học thêm phép thuật từ những cái cuộn giấy phép. Chìa khóa. Phép bảo vệ khỏi những thứ tốt và xấu. I didn't think anyone worshipped the scribe of the dead. Jago. Something over there. Okay, note. Một cánh cửa bí mật. Oh, wow. Đang sống dậy. Đây là phép thật từ cái chết. Không chỉ một thứ, đã rất nhiều thứ đã tỉnh dậy. Let them come. The darkness can be to our advantage. Oh shit. Đau quá. Đến lúc thử sức mạnh mới của chúng ta rồi. Tất cả các nhân vật mà ở gần nhau trong initiative thì trong Baldur's Gate 3 cho đi cùng một lúc. Mình thích cái cơ chế này và mình nghĩ sẽ mình sẽ áp dụng cho game D&D của mình. Cho thanh niên này đi trước đi. Này là một rock. Thường rock sẽ muốn trốn để bắn có lợi thế hơn và gây nhiều đam hơn với đòn snake attack của mình. Xong. Tiếp đến cho cậu này ra đây. Hiện tại chúng ta chưa có quá nhiều chiến thuật tại vì level vẫn chưa quá cao. Mình dùng Firebolt là một cái cantrip, một cái phép thuật có thể dùng mãi được. Phép thuật ngủ thì mình không nghĩ nó có tác dụng lên cái bọn xác sống này. Bless, đây là một phép buff điển hình của Cleric. Buff lên những người mà hay tấn công
phép này sẽ cho chúng ta tấn công với thêm một D4. Cuối cùng là anh bạn vua của chúng ta. Chưa có quá nhiều thứ để tấn công, dùng lại phép Hex vào đây. Một phát. Chết, rất tuyệt vời. Cái này làm gì? Silence. Có thể chơi một số game MOBA khác thì mọi người biết là Silence thì không Silence thì không dùng được phép. Mình nghĩ cái đấy là từ luật D&D mà ra. Tại vì thường là phải cái verbal component, niệm chú thì mới cast được. Khi mà ở trong một cái vùng không thể nói được, không thể niệm chú được thì chúng ta không cast được phép. Cậu này sẽ cần trốn ở đâu đó. Không thể trốn được. Một cách khác để một nhân vật rogue có thể dùng sneak attack là bắn một kẻ địch đang ở gần đồng đội của mình. Nên mình vẫn di chuyển Shadowheart lên đứng cạnh tên địch này. Rất tuyệt vời. Giờ chúng ta đã hết bị silence. Tại vì tên địch mà dùng phép silence đã chết rồi. Ray of Frost nó để nó không chạy được quá xa. Vô tiến lên. Đây là lúc mà chúng ta sẽ muốn tắt cái chế độ khi mà bắn trưởng Eldritch Blast đẩy nó đi. Tại vì mình muốn tiếp cận nó. Dùng lại phép Hex là phép tăng đam. Nó đã chết. Bọn này có phải thích dùng Silence không sao? Nó Silence thì mình hoặc là chạy ra khỏi vùng Silence, hoặc là cứ bắn nó bằng vũ khí thôi. Di chuyển. Bong cái. Eldritch Blast đến không? Eldritch Blast bắn thẳng không đến được. Cung bắn cong lên trên có thể đến được. Ok. Little miss. Việc không giết được nó ngay đã khiến mình mất thêm 5 máu vì họ nổ thêm một tơn nữa. Lốt lốt rồi. Mà có khi mấy cái xác này mình lốt từ nãy rồi. Yep. Xem trong này chỗ vừa nãy mình vào là có gì nữa. A lot of effort to hide one sarcophagus. Quan tài này có gì đấy? Bật cái này đấy. Hiền, thấy con lửa xanh xung quanh là không ổn rồi. Spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. Tên này có vẻ thích nói chuyện. What is the worth of a single mortal's life? Một mạng sống đáng giá bao nhiêu? Một cái xác sống không tấn công sao? Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? Triết lý quá. Chúng ta có không thỏa thuận với cái xấu, tấn công. Dull your weapons as you wish. Wow, chúng ta có tấn công không vậy? Không đánh được à? Hast thou finished? Từ. Mình còn chưa thử mà. Stand and see fight me. What thou hast seen. Know what thou knowest. We have met, and I know thy face.
We will see each other again at the proper time and place. Ê, bình tâm. Đấy. Không thỏa thuận với cái sậu. Không đánh được rồi, đánh thanh niên toàn không máu thôi. Từ từ nào. Nothing more to discuss. Continue on my way. Hoặc là thanh niên này quá mạnh. I must attend this place after so many years away. We will see each other again soon. Sớm thôi là bao giờ? When the time is proper. I do not know that hour any more than dost thou. But I do know that the longer thou standest here, the farther away our second meeting becomes. Biết là cái này là mình nhớ đến cái gì không? Những cái ông rất già trong phim Phiêu Lưu. Xong rồi, khi nào thời gian sẽ đến? Đi đến nơi này, nơi có tảng đá màu đen, bạn sẽ biết phải làm gì. Khi nào bạn đủ mạnh, bro. Cái này đã mở rồi. Đọc quyển sách gì đây? Book is far lighter than it should be with such a massive lock. Dùng sức mạnh của Patreon vào cái khóa. Guidance. Thành công with easy clap. Lâu quá. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Cái danh sách của những cái tên. Death Note. Nice. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. That's all right. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Như một cái sách lịch sử nói về những vị thần đã chết và được hồi sinh. Giờ chúng ta đi đâu đây? Xem ở đây có gì. Cánh cửa. Khóa. Mở khóa xem nào. Astarion. Tin Rock mở khóa. Đơn giản. Đơn giản. Trừ khi thử lại. Tốn bị gãy mất một cái bộ đồ bẻ khóa rồi. Rồi. Vâng ơi mở ra. Sharp as ever. One move ahead. Nobody's been here in an elf's age. Chưa ai từng ở đây cả một đời elf rồi. Đấy là một cách nói cũng khá hay.
Tại vì elf sống rất lâu. Đọc sách nào. Destruction of our material form is not the end. Khi mà cái thân thể của chúng ta chết, những linh hồn sẽ được tự do sau cái chết đó. Lord Calamver. How return life and so deemed worthy. Cleric có thể hồi sinh những linh hồn này. Vậy là có những cái bẫy ở đây. Nhiều bẫy vậy. Căn phòng này cực kỳ nhiều bẫy. Có vẻ có một cái dương ở giữa, quan tài ở giữa, mình có thể tương tác được. Ây da. Đấy. Không có đồ để disarm bẫy. Những cái đầu này là bẫy à? Nó là kiểu sinh vật nó sống hay nào? Hay là đây là bẫy? Thì có thể là nó sẽ bắn ra tên hay gì đó. Nếu mà mình bắn vào những cái bẫy này thì có được không? Không được. Bắn vào cái đầu này. Greater toughness. Only a hitter deals. Ui dồi ôi, phải gây 50 dam. Ít nhất 50 dam nó mới nhận dam. Có vẻ là chúng ta không nên động chạm quá cái căn phòng đầy bẫy này khi mà chúng ta chưa có cái gì để phá bẫy cả. Rồi, chúng ta sẽ ghi lại trên bản đồ địa điểm này. Chop disarm. Sẽ quay lại sau. Đây là một cánh cửa. Cái cửa nữa. No lock, no handle. How does it open? Không mở được. Vậy chúng ta có thể phá nó không? Chúng ta có thể. Có giọng giữa ai đấy? Trên mạng có chấm đỏ. Đến lúc chúng ta snake rồi. Giờ. Có khi là chúng ta nên short rest một cái. Tại vì có một số người ít máu. Yep. Short rest hồi 50% máu và một số thứ khác. Warlock thì hồi được cái phép của họ. Đi lên nào. Ai tay nhất đây? Shadowhut đi trước. Đồ trộm. Mình có thể tấn công à? Nhưng mà nếu mà mình muốn nói chuyện trước thì sao? Có thể là mình khám phá gì đó. Ra nói chuyện trước đi. Wow. Vào combat luôn. Peace was never an option. No holding back. Thật tệ. Mình đã định nói chuyện rồi. Nhưng mà người này vào tấn công luôn thì chịu thôi. I'm spent. I should unwind in camp.
Có vẻ là Will vừa bảo là muốn đi nghỉ rồi. Ra thì hiện tại máu của mình vẫn khá ổn. Nhưng mà mình nghe nói là những cái câu chuyện của game này, những thứ mà các cái NPC, các nhân vật khác, bạn đồng hành của mình, câu chuyện được tiếp tục khi mà mình nghỉ đêm. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ cứ nghỉ đêm thử một cái đi. Và nhân tiện cũng nói về cơ chế long rest, nghỉ dài đêm luôn. Chúng ta sẽ đi nghỉ đêm. They have enough camp supply đúng không? Chúng ta cần phải cần đồ ăn. Nó khá là buồn cười tại vì một cái cơ chế như thế này, mình có thể nghỉ đêm ở giữa một cái hầm ngục như thế này luôn. Oh, đồ mới. Oh shit. Nhìn cái drip này, drip. Shit. Look at this drip, motherfucker. Cool. Đây là đồ thừa. Đây là đồ nghỉ. Mọi người khác đang mặc cái gì? Shit. Shit. Cái đồ anh để thưởng. NPC man. Chẩm tàn. Go to hell. Chào buổi tối. You're a good sport. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Xuống địa ngục đi. Cách nói hàng ngày. Nhưng mà giờ chúng ta đã đến địa ngục rồi. Có chuyện gì trên Devils, anh đang nghĩ vậy? Dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous feti. Gặp cả devil, gặp cả mind flayer. That's not abstract. Yeah. Yên tâm anh bạn, tôi tin là chúng ta sẽ tìm được That's ai đó the giúp spirit. Nữa. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Tính thật là vậy chứ. Shadowheart cũng có một cái chấm than. If I may. NPC man. What were you talking about? Series của Viva La Dirt thôi. Chúng ta bàn về bước tiếp theo thôi. I see. Huh? I'd be careful with him. He's a wizard. All they care about is power. Mắt của chị rất đẹp. You seem reliable. Oh, tạ ơn trời, nó zoom vào rồi. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Yeah, đồng ý. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Woo! Tiền đã hồi phục. Chuyện gì vừa xảy ra nhỉ? Không biết. Quên mất phải đi tìm cái cure. lòng vòng trong một cái hầm mộ nào đấy. Có vẻ cái không gian cắm trại của mình là mấy không gian không liên quan đến các cái chỗ khác. Cửa đi đâu đây? Oh. We meet again, as predicted. Ông làm gì ở trại của tôi vậy? I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Dịch vụ gì cơ? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Ý là hồi sinh ấy hả? Because it is my calling, there is little else to explain. Tại vì đây là thứ tôi muốn là change my class. Ông nói là có một cái giá phải trả. A matter of coin. Nói cách khác, tên tôi là Plot Armo, trả 200 tiền để được hồi sinh. 200 tiền đắt vậy. Such is life. Outrage leading
to a singular end. Ok, thanh niên này có thể hồi sinh với giá 200 vàng và đổi class của mình với giá 100 vàng. Change command power here allows you to resurrect ally, high health and change your class for a price, of course. Hồi sinh, có thể đổi class và cũng có thể tìm người giúp đỡ. Ok, nghỉ ngơi đã nào. It is a fitful night, haunted by the bitter memories of the past. Memories of your father, Grand Duke Aldo Ravenguard, and his diplomatic mission to Elturel. Memories of the diabolical bargain you made to save Baldur's Gate in his absence. Memories of your father casting you, his Helm's Touch son, out of your beloved city. Oh, shit. Shee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 
and all you've got is a brain bug to show for it. Ồ, đây là Patreon của anh à. Bắt đầu đến backstory của anh này. Mizora. Huh. Come knocking before you've settled in. I may be half devil, but I'm no monster. Sweet spot you've found for yourself. But I wouldn't get too cozy. After all, we've got a deal. Another memory seizes your mind. You race through the burning wastes of Avernus. Just ahead, the diabolical figure called Harlak cuts through demonic invaders, her single horn blazing in flame. You are the hunter, and she is your prey. Phải tìm Karlak. I don't care about the deal, I just want this thing out of my head. Chúng ta chưa rõ được cái mối quan hệ của Will với Patreon là như thế nào. Cứ nói lại cho tôi phải làm gì đi. Killing the fiend known as Karlak. She's been a thorn in the archdevil Zariel's side. But she's not just the Hell's problem now. She fled Avernus on the same ship you hitched a ride on. Wild little thing. You don't find her and cut her down. She'll burn the whole coast to ash. And I know the famed Blade of Frontiers would never stand for that. Tiền tuyển. Vậy là Karlak đã đến, đi cùng thuyền với mình đến đây rồi. Và phải tìm giết bà ấy để không gây hại cho cái Soul Coast, cái vùng này. Ok, Soul Coast đang gặp nguy hiểm. Anh hùng nhân dân sẽ đến cứu. That's the spirit. Go get her, tiger. Và gửi cái con ác quỷ này quay lại địa ngục. Bad boys. Well, let's not think about that till we need to. Be a good boy. Bring me her head for dessert. I have a sweet tooth. And devils on the menu. Ủa lời tớ. Patron của Will cũng là một devil, cũng là một ác quỷ. Hả? Will? Will? Hả? 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 Chúng ta tưởng chúng ta là anh hùng nhân dân, không thỏa thuận với ác quỷ. À, đùa đấy thôi. Ngay từ lúc chọn nhân vật mình đã thấy cái patron của cậu này là The Fiend rồi. Nhưng mà lần này thì mới được thấy cái patron của cậu này theo cái cốt truyện của cậu ấy. Wow. Will. Giống như Will có được patron của mình, Thiện cũng có patron và YouTube membership. Will được patron của mình cho sức mạnh, Thiện được patron và YouTube membership của mình ủng hộ để phát triển cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam lành mạnh và phát triển. Chúng ta rời cam nào. Có vẻ là mỗi lần long rest thì chúng ta được short rest 2 lần. Đi tiếp nào. Mở cửa. Vâng ơi. Dạ. Ngoài cửa nữa đằng này. Heading out.
Ôi giời, tại sao ai ở đây mới gặp cũng muốn đánh mình hết vậy? Trốn phát. Bắn. Không bắn được. Oh no. Oh no. Ok, fine. Chúng ta sẽ dùng hành động để chuồn ra đây. Over here. We got company. Oh. Nhiều người ra hơn. Mình phải nghĩ tí rồi. Unleash me. Đầu tiên là chúng ta nên làm cái chỗ này khó đi để cho bọn kia không ra được nhanh. Chris, đấy sẽ là một khu vực đi vào trơn trượt và chạy ra đây. Shadowheart lại tiếp tục bless mọi người để đánh dễ chúng hơn. Shadowheart có cái phép nào để chặn đường không nhỉ? Không có rồi. Sẽ để bless nào. 1, 2, bản thân đi. Đến lúc phải chiến thắng một chút rồi. Còn Will, ngoài Hex mình còn phép gì không nhỉ? Tay lửa để sau. Bật Hex rồi. Ngã đi, ngã đi. Ngã, tuyệt vời. Ngã đi. Ngã, tuyệt vời. Phép Grease này có rất nhiều tác dụng rồi. Cô ngã luôn. Sneak attack. Quá đẹp, trốn đây đi. Đúng rồi, mình đang chưa có nhiều giáp. Mất phép rồi. Bắn lửa thôi. Đây đi. Có thể giết được nó, từ từ. Cho cậu Gale bắn đã. Xem mà quyết định có giết được không. Mình có thể dùng Magic Missile nhưng mà chắc là giết được. Nice. Trốn vào đây. Xuống vào dầu tường. Tôi. Vì mình trốn sau tường nên nó không bắn được, nó phải dash. Ngã tiếp đi. Chamo. Đây là gì đây? Hashi Chamo. Vùng màu đỏ là cái vùng nó nhìn thấy. Cứ đứng ra khỏi vùng đấy. Được, tuyệt vời. Cùng chịu. Chống tiếp. Giờ là lúc chúng ta bật lại cái việc bắn và đẩy tên kia đi. Sau khi Shadowheart tấn công, Gale tấn công. Có khi thậm chí không cần Shadowheart tấn công ấy. Tại vì Shadowheart bây giờ mà bước ra là dễ bị ăn cung vào mặt. Hy vọng có thể chết luôn. Đẹp quá. Thừa máu luôn. Và với cái pack ác quỷ của chúng ta đã được một ít máu ảo từ việc giết người. Sai quá. Anh Hồ Nghĩa Dân này. Vừa hôm qua Patreon xong. Trong này không có hành động dodge. Tạm thời chúng ta sẽ trốn vậy. Bọn nó cứ lần lượt tiến thế này thì ok. Dễ cho mình. Cái phép Grease này làm được cực nhiều luôn. Kể cả họ không ngã thì họ cũng tốn rất nhiều công để phải chạy nhanh dash đến đây. Và tên đấy ngã rồi đúng không? Ngã rồi nên là một cái turn đấy. Trốn. Bắn. Đó. Chơi chiến thuật là cứ như vậy thôi. Dùng địa hình và dùng phép thuật để cho mình có lợi thế. Từng tên. Tên thì dễ đánh hơn rất nhiều so với là tất cả bọn nó đến một lúc.
blade will not bend. Đây là một chiến thuật khá cơ bản trong D&D. Acid. Hai tên. Tên này sẽ chết sớm thôi. Tên này có vẻ nhiều máu. Thứ mình có thể làm là đầu tiên lo tên này trước này. Xong. Tiếp đến là lo tên đứng xa. Không việc gì phải tốn tài nguyên lớn cả. Cứ dùng cantrip thôi. Dùng phép là tốn mana, tốn spell slot. Chúng ta bật lại cái việc đẩy với Eldritch Blast. Khi bắn trúng thì sẽ đẩy tên đấy lại và hắn phải chạy tiếp. Lùi lại một chút. Những người nào đánh tầm xa thì đều nên lùi lại. Không lùi được. Shadowhurt không nên lùi tại vì Gale đứng ở đây nên phải bảo vệ Gale. Và hắn vẫn chạy với Gale. Okay. Không sao, chúng ta có thể giết tên này trong turn này. Bị một phù thủy đánh tay chết, bị một thầy pháp đánh tay chết, không có gì buồn hơn. Nhiều đồ ăn ở đây. Có vẻ đây là một hội đi vào cái hầm mộ này để tìm các thứ. A vine, a tentacle. Không biết có liên quan đến bọn Mindflayer không. Nên một cái hòm có thể dùng để cho nổ. Cứ lấy thôi. Về sau có thể cần dùng. Tại sao mình không có cảm giác không lành về cánh cửa này. Lại thêm bọn nữa. Bán đi đúng không? Yep. Có thể là bọn nó thấy mình đã slaughter bọn bên trong rồi. Sẽ có gần vấn đề với mình tiếp. Vẫn sẽ cố gắng nói chuyện nếu có thể. Nhưng mà you're both twice as tall as me, but I have half that bloody backbone. Whoever was flying that thing can't have survived. Whatever's left is up for grabs. Look out! Someone's coming from the crypt. What the? Who are you? That crypt's ours. Think you can clear it out from under our noses? Vậy là một bọn đi đúng rồi, tìm cái hầm mộ đó. Từ hầm mộ ta đã sống dậy và bây giờ ta sẽ uống máu ngươi. Cái này quá hài thì mình không chọn. Oh, easy. Come on, you lot. Let's get out of here. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Easy, clap. Tại sao phải xử lý một cái combat bằng vũ lực khi chúng ta có thể xử lý bằng đây cũng là những thứ rất D&D. Mình có rất nhiều cách để xử lý một cái tình huống. Mình nghĩ vừa đi ra từ cái hầm mộ xong rồi dọa đó là ta vừa sống dậy từ hầm mộ, cái đấy sáng tạo ấy. Cái nhà phát triển game này có những cái tư duy sáng tạo phết. Và mình cũng có thể thấy đó là một thứ mà có thể một người chơi trong bàn chơi D&D nghĩ ra. Tuy nhiên là trừ khi trong D&D mà kiểu thôi đánh nhau đi rồi đỡ đỡ buồn thì cứ đánh thôi. Và chúng ta đi đâu đây? Let the Frontier tìm và bắt Kalak. Đi trước mặt này. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Người mình gặp đầu tiên sau khi mà trốn khỏi cái tàu đấy. Ok.
ít nhất là bà này biết tình trạng của mình thì sẽ tìm cách đưa họ rời đây, đưa cô rời đây. Đây là bà thích. And I know of a cure. Rồi, đồng ý rồi, đồng ý rồi. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid. We can't trust her. Bắn cái trap xuống, chúng ta phải giết nó. Không. Tấn công tiếp lệnh không. Cái này mình phải comment một tí, tại vì ở cả bốn lựa chọn chỗ này không có cái nào mà Will sẽ muốn làm cả. Mình đang cố nhập vai nhân vật Will mà. Trong trường hợp này mình nghĩ Will là một người thẳng thắn, chính trực và muốn giúp mọi người thì sẽ thuyết phục, à đây là bạn của tôi, không phải lo đâu. Nhưng mà ở đây không có lựa chọn đấy. Một là lừa hai cái người Tiefling kia đi. Hai là thuyết phục hai người Tiefling này hạ xuống để giết bà này. Vậy phương án thuyết phục hạ xuống để bảo đấy là bạn tôi đâu, tha cho bà ấy đâu. Các phương án còn lại là đánh Tiefling không, không bao giờ. Will không bao giờ làm thế. Vâng, rời đi. Vừa mới khen game xong thì đây cũng là một cái để chê game. Nó vẫn là một cái video game, nó không hoàn toàn có tất cả những cái lựa chọn mà mình có thể nghĩ ra khi mà chơi D&D. Chắc là Deception vậy. Đó là các cái bạn ấy rời đi để mình hạ cái bàn này xuống. Oh my god. Demaze, let's... No, I'm not leaving this fiend with a stranger. Kill them. Không. Không. Chẳng lẽ dùng cái này. Chúng ta phải giết nó. Không. Chúng ta không giết ai ở đây cả. Coward. Let's get the creature to camp. Then we'll look into the blast. Hold it still. I'll tie it up. You expect a Githyanki to surrender? Imbeciles. Prove you're not a craven. Join me or die. Nah. Không. Fuck. Xin lỗi, chúng ta không giết người vô cớ. Không có lựa chọn nào để giảng hòa. Bro. Quyết định khó. Fuck, vừa sẽ làm gì? Đây là một khoảnh khắc của game nhập vai. Chúng ta có một cái quyết định khó trước mặt. Không có quyết định nào là hoàn toàn được như ý muốn cả. Và không có quyết định nào là được như cái mong muốn của Will là một anh hùng nhân dân cả. Mà trong hai cái quyết định này, vì Lazel, cái cô da vàng kia là có thể giúp đỡ mình. Tất nhiên là mình luôn có thể chọn là không pick side. Nhưng mà rồi bên kia rồi nó cũng hãy tẩn nhau thôi. Mình muốn cô Lazel sống, chắc là sẽ cố gắng đánh hội kia bất tỉnh thôi. Okay. No, you rat. Ta cần gì? Bật đánh bất tỉnh lên nào. Oh, đừng có đánh chết. Trời ơi, lại sao ơi. Cái lúc này thì mình lại không điều khiển được laser nhỉ. Ngủ, phép ngủ. Bây giờ mà mình cho ngủ là laser sẽ ra giết. Right? À không, vẫn còn lượt của Astarion. Ok. Vậy thì sẽ làm thế này.
Tốt, ngủ. Bây giờ mình sợ là Lazel sẽ ra giết người đó. Thế mình không điều khiển được Lazel. Làm thế này đi. Rồi, bất tỉnh chứ không chết. Tốt, tốt, tốt. Tốt, không đánh được. Đứng quanh anh này. Bây giờ chúng ta đợi anh ấy dậy thôi. Ok. Có non-lethal attack rồi. Battle favors the fearless. What's the plan? Mistra Ryl. Trường phép này, hy vọng anh không chết. No! Tại sao nó lại crit? Tại sao? Phép Ray of Frost chỉ được từ 1 đến 8 đam thôi mà nó ra 13 đam. Nghĩa là crit. Cố bao nhiêu để không cố bao nhiêu để không giết. Ôi, bật cả Sanctuary vào người anh ấy. Bây giờ nhìn anh ấy này. Oh no. Quá băng rồi. The pride of the gate. Tôi hy vọng là cô mừng. Nha. Yeah. Tôi hy vọng là cô mừng. Chúng ta sẽ respectfully không loot đồ của người này. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Có câu cảm ơn không nhỉ? You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augustil for purification. Muốn đuổi cô này đi lắm nhưng mà thế thì tất cả công sức kia rồi cũng phí. Đi cô. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Đợi giải tôi đi. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Hmm.
Mình cảm thấy tệ với quyết định vừa rồi. Cô này chắc là sẽ tỉnh thôi, chỉ bị đánh ngất. Chỗ kia thì ngủ rồi. Đó, nó là cái hay của việc nhập vai. Nếu mình chơi game này với tư cách là thiện thì có thể từ cái đoạn đấy là mình cứu người, cứu cô Lazel mà chả cần quan tâm, cứ NPC thì giết thôi. Nhưng mà vì mình nhập vai với tư cách là cậu Will nên là thêm cái việc anh hùng nhân dân đó, Will sẽ không muốn giết người bừa bãi, chỉ những người nào mà đã đánh mình trước thôi. Trong tình huống đấy thì Will sẽ hoàn toàn cố gắng thuyết phục mọi thứ, mọi người đều là bạn cả. Và đôi khi chúng ta fail, đôi khi chúng ta great khi chúng ta muốn đánh người một cách chỉ đánh gắt và không đánh chết. Và chúng ta sẽ dừng buổi chơi này tại đây, lắng đọng lại một bài học khi đi làm một mạo hiểm giả, một anh hùng. Không phải quyết định nào cũng dễ dàng, luôn có những rủi ro và những tổn thất đi kèm đó, cả về mặt vật chất lẫn mặt tinh thần. Hy vọng mọi người đã tận hưởng những cảm xúc thăng trầm từ việc nhập vai này cùng mình. Nếu mọi người thích kiểu nội dung này thì like và comment bên dưới để cho mình biết nhé. Và đừng quên subscribe để hóng những tập sau của Thiện Chơi Baldur's Gate 3.